Chào các con, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con môn toán lớp 2 tuần 14 tiết 68. Trước khi vào bài, cô và các con cùng khởi động nha. Cô và các con sẽ cùng nhau chơi một trò chơi mang tên nhổ cà rốt. Luật chơi như sau, cô có các phép tính. Mỗi phép tính các con nêu được kết quả đúng thì sẽ giúp chú thỏ nhổ được một củ cà rốt. Các con đã sẵn sàng chưa nào? À, cùng cô đến với phép tính đầu tiên. 15 cộng 45 bằng mấy? Ở đây cô có 3 kết quả. Các con hãy chọn kết quả tương ứng với câu nào nha. Đúng rồi, 15 cộng 45 bằng 60. Như vậy chúng ta sẽ khoanh tròn vào câu A. Đồng thời chúng ta sẽ giúp chú thỏ nhổ củ cà rốt ở chữ A. Được rồi, bây giờ chúng ta sang phép tính tiếp theo. 50 cộng 40 bằng mấy? Bây giờ các con hãy chọn kết quả đúng nhé. Đúng rồi, 50 cộng 40 bằng 90. Như vậy chúng ta sẽ khoanh tròn vào câu C, đồng thời giúp chú thỏ nhổ củ cà rốt ở chữ C. Được rồi. Bây giờ chúng ta đến với phép tính cuối cùng. 58 trừ 30 bằng mấy? À, đúng rồi. 58 trừ 30 bằng 28. Chúng ta sẽ khoanh tròn vào câu B và giúp chú thỏ nhổ củ cà rốt ở chữ B. À, giỏi lắm. Như vậy chúng ta vừa giúp chú thỏ nhổ được các củ cà rốt rồi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con một dạng toán mới qua bài thu thập, phân loại, kiểm đếm. Muốn biết thu thập, phân loại, kiểm đếm là như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng vào bài nha. Các con quan sát trên màn hình của cô. Cô có một nhóm học sinh. Mỗi bạn chọn một hình yêu thích. Dưới đây là các hình mà các bạn đã chọn. Một số hình trên màn hình của cô mà các bạn đã chọn thì chúng ta gọi đó là thu thập. Bây giờ các con hãy quan sát tiếp một số hình mà các bạn đã chọn và cho cô biết. Các hình trên gồm mấy loại? Đúng rồi, các hình trên gồm 3 loại. Đó là hình tam giác, hình tròn và hình vuông. Như vậy chúng ta đã phân loại được các hình mà các bạn đã thu thập được. Sau khi chúng ta đã phân loại được thì bây giờ chúng ta sẽ đếm số hình mỗi loại. Các con hãy đếm giúp cô mỗi loại có bao nhiêu hình nhé. Xong chưa nào? À, có bao nhiêu hình tam giác vậy các con? Đúng rồi, có 10 hình tam giác. Tiếp theo, có bao nhiêu hình tròn? Đúng rồi, có 11 hình tròn. Và cuối cùng, có bao nhiêu hình vuông? Giỏi lắm! Có 6 hình vuông. Sau khi đã đếm được số hình của mỗi loại rồi, thì đây được gọi là kiểm đếm. Như vậy cô vừa giới thiệu với các con thu thập, phân loại và kiểm đếm. Để hiểu rõ thêm chúng ta sẽ sang phần thực hành.
Đến với bài tập 1. 1. Thu thập, phân loại, kiểm đếm các dụng cụ thể thao của lớp. Đầu tiên, các con hãy quan sát trên màn hình. Dưới đây là các dụng cụ thể thao của một lớp. Thì đây là các dụng cụ mà các bạn đã thu thập được. Bây giờ cô và các con cùng phân loại các dụng cụ này nhé. Các con cho cô biết, các dụng cụ trên gồm mấy loại? Kể tên các loại dụng cụ đó. À đúng rồi, các dụng cụ trên gồm 3 loại, đó là sợi dây, quả cầu và quả bóng. Sau khi chúng ta đã thu thập và phân loại xong, thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm đếm các dụng cụ đó nhé. Các con hãy đếm số dụng cụ của mỗi loại. Xong chưa nào? Bây giờ cùng đối chiếu kết quả với cô nhé. Có 5 quả bóng, có 2 sợi dây và có 7 quả cầu. Các con có đếm đúng với kết quả của cô không? À, cô tin rằng các con đã kiểm đếm rất là chính xác. Như vậy, cô và các con đã hoàn thành xong thu thập, phân loại, kiểm đếm các dụng cụ thể thao của một lớp. Bây giờ, bạn nào cho cô biết ích lợi của việc luyện tập thể thao là gì? À, tập những môn thể thao vừa sức và đúng cách sẽ giúp các con khỏe mạnh và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nhất là thời điểm hiện tại, các con hãy thường xuyên luyện tập thể thao giúp cơ thể mình khỏe mạnh, tăng sức đề kháng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra nhé. Bây giờ thì bài của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các con xem lại bài và chuẩn bị cho cô bài tiếp theo nhé. Cô chào tạm biệt các con.